Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 150. Trong tập vừa rồi chúng ta thấy là Triệu Vô Cực đã mời Phương Minh Nhân đi thám hiểm mộ cổ của cổ tu sĩ. Thì liệu trong đợt này Vương Minh Nhân có thu hoạch được gì hay không? Thì mời mọi người chúng ta đến với diễn biến của bộ truyện. Triệu Vô Cực nghe xong lời này, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rất tốt rồi, Vương Sư Huynh, có người cùng gia nhập, chúng ta khẳng định có thể phá đi được cấm chế. Nếu người không còn việc gì nữa, thì chúng ta lên đường đi, khoảng cách có chút xa. Vương Minh Nhân gật gật đầu đáp ứng. Hắn lấy ra chuyện tấn bản, cùng đồng môn đánh lên một tiếng tiếp đón, cùng Triệu Vô Cực rời khỏi phường thị. Ra khỏi phường thị, Phương Minh Nhân lấy ra một phi toa, hồng quang lập lòe. Mặt ngoài phi toa trải rộng linh văn màu đỏ, chờ hắn và Triệu Vô Cực bay lên trời cao, biến mất ở phía chân trời. Hỏa vân sơn mạch từ hơn vạn tòa ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất tạo thành. Thì ra nơi này có một mạch khoáng hỏa vân thạch rất lớn. Hỏa vân thạch là tài liệu luyện khí bậc 2, thường dùng cho luyện chế phi đao phi kiếm thuộc tính hỏa. Chỗ mạch khoáng này là Thiên Diệm Tông nắm trong tay. Trải qua hơn ngàn năm khai thác, hỏa vân thạch đã khai thác đến không còn. Ở một ít chỗ bí mật, ngẫu nhiên có lưu lại một chút hỏa vân thạch, khai thác hao tổn phí rất cao. Thiên Diệm Tông rút đi tu sĩ đóng giữ, giao cho tiểu gia tộc phụ thuộc khai khẩn. Bên ngoài hỏa sơn mạch, một ngọn núi thấp bé, hai nữ một nam đang tụ tập ở đỉnh núi. Bọn họ đều là tu sĩ kim đan. Liễu sư tỷ, người ngươi hẹn xong sao bây giờ còn chưa tới? Bọn họ không phải là không có tới chứ? Một người nam áo bào vàng gầy gầy như cây trúc liếc mắt nhìn trời cao rồi nhíu mày nói. Một thiếu phụ váy xanh nhìn cô gái váy đỏ đứng bên cạnh cười nói: Lý sư đệ, chờ thêm một chút thời gian, có lẽ Triệu sư đệ có việc cần trì hoãn. Ta và Tây Môn sư muội không vội, người vội cái gì, dục tốc bất đạt, chờ thêm một tí thời gian là được rồi. Cô gái váy đỏ không phải ai khác, đúng vậy, là Tây Môn Phượng. Liễu sư tỷ, Triệu sư huynh hẹn vị huynh đệ nào vậy? Tây Môn Phượng thuận miệng hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng lắm, ta và Triệu sư đệ phát hiện đồng phủ cổ tu sĩ, thật sự là phá giải không được, hỏi Lý sư đệ. Sau đó chúng ta tự mời đến một kim đan tu sĩ, ta nhắm chừng là đồng môn sư huynh đệ. Triệu sư đệ nhân duyên không tệ, kết giao không ít bạn tốt. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang xuất hiện ở phía chân trời. Không qua bao lâu, hồng quang dừng lại ở trước mặt bọn họ. Đúng vậy, chính là Triệu Vô Cực và Vương Minh Nhân. Nhìn thấy Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng mày liễu hơi nhíu. Sao lại trùng hợp như vậy? Nàng lại đụng tới Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân nhìn thấy Tây Môn Phượng hơi hơi sửng sốt, cười gật gật đầu. Liễu sư tỷ, ta đến giới thiệu một chút, vị này là Vương sư đệ. Triệu Vô Cực chỉ vào Vương Minh Nhân giới thiệu nói: Đây là Tây Môn Phượng sư muội và Lý sư đệ. Sau khi giới thiệu đơn giản, năm người bay vào sâu bên trong hỏa vân sơn mạch, tốc độ rất nhanh. Thời gian sau một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở trong một sơn cốc nằm ở bên trong ngọn núi. Cách đó không xa có một cửa động lớn một trượng. Năm người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng nhau đi vào. Sơn động không lớn, vách đá gồ ghề, bọn họ thả ra thần thức trà xét, không có phát hiện gì có cấm chế dao động. Triệu Vô Cực bước nhanh đến bên trái vách đá, đặt bàn tay lên thạch bích. Vách đá kịch liệt run lên liên tục. Một cái bậc thang bằng đá xuất hiện trước mặt bọn họ. Bậc thang kéo dài vào trong lòng đất. Trái phải hai bên sườn bậc thang có dấu vết của người phá mở. Một ít địa phương trơn nhẵn vô cùng, hiển nhiên là có lợi khí chém vào mà thành. Vương Minh Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn không có phát hiện gì dị thường, thì ra là có cơ quan. Bậc thang đá không dài, không quá bao lâu bọn họ liền đi tới cuối. Một thạch thất đơn sơ lớn hơn 30 trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ,
nhiệt độ cao lên không ít. Ngay tại cửa đá to cao 2 trượng, trên cửa đá có khắc một hình hoa sen, một đạo lớp màn màu trắng che kín cửa đá. Lớp màn màu trắng trải rộng phù văn, 10 phần kỳ quái. Trên mặt đất phân tán mấy chục cột đá tròn, trên mặt khắc không ít phù văn. Chính là nơi này, nơi cấm chế này 10 phần cổ quái. Nếu công kích độ nhỏ sẽ tháo ra hạ diệm, cột sáng sẽ công kích chúng ta. Thiếu phụ phái xanh chỉ vào một cái cấm chế màu trắng giới thiệu nói. Hoa sen sao? Cái này tựa như là đồ án cấm chế Phật môn thường dùng, rất hiếm thấy. Tây Môn Phượng lại trước cửa đá phía trên có hình hoa sen, có chút nghi hoặc nói. Vương Minh Nhân đặt lên một cột đá hình tròn, cẩn thận quan sát, nhìn không ra có cái gì khác biệt. Triều sư tỷ, cấm chế này là do các ngươi bài trừ đi sao? Thiếu phụ váy xanh lắc lắc đầu nói, không phải, là người trước bài trừ. Thời điểm chúng ta phát hiện ra động phủ này, cùng phát hiện mấy cổ thi hài, nhắm chừng là bị cấm chế giết chết. Lý sư đệ, người là trận pháp sư, phá trận giao cho ngươi, chúng ta đều nghe theo ngươi chỉ huy. Người nam áo bào vàng gật đầu, cẩn thận tiến lên quan sát. Cái này hình như là thay đổi trận pháp, không dễ dàng phá giải như vậy. Các người đều tránh ra, ta đến thử uy lực cấm chế một lần. Nghe xong lời này, 4 người Vương Minh Nhân thối lui ra sang hai bên. Người nam áo bào vàng lấy ra một thanh phi đao màu xanh, bổ vào lớp màn màu trắng. Một tiếng kim loại trầm đục va vào nhau, bên ngoài lớp màn màu trắng hiện ra lượng lớn phù văn màu đỏ. Một đạo hỏa trụ lớn bằng nắm tay từ bên trong lớp màn bay ra, đánh về phía người nam áo bào vàng. Người nam áo bào vàng vội vàng lấy ra một mặt thuần bài màu vàng che ở trước người. Hắn thi triển pháp thuật hoặc khống chế pháp bảo công kích lớp màn màu trắng. Từng lực công kích phá trận khác nhau, từng công kích cấm chế cũng khác nhau. Phá trận cường độ càng lớn, lực công kích cũng càng lớn. Pháp thuật công kích càng mạnh hơn một chút, lực công kích cấm chế cũng không phải là lớn. Mọi người cùng nhau thi triển pháp thuật hệ hỏa phạm vi lớn công kích cấm chế. Người nam áo vàng bày ra 2 bộ trận pháp bậc 3. 5 người ở bên trong trận pháp thi triển pháp thuật uy lực lớn. Bọn họ đều có hỏa linh căn, đương nhiên là liên thủ thi triển pháp thuật hệ hỏa. Rất nhanh, vô số ánh lửa đỏ hiện lên, hóa thành một con hỏa điều lớn hơn 20 trượng, tỏa ra sóng nhiệt ngập trời. Hư không giống như là bị đốt cháy vậy. Vương Minh Nhân há mồm, một đạo xích sắc kim hỏa diễm bay ra, nhập vào bên trong miệng hỏa điều. Miệng hỏa điều màu đỏ biến thành xích kim sắc, nhiệt độ rất cao. Một tiếng thanh minh, 2 cánh của hỏa diễm màu đỏ mở ra, từ trên cao đáp xuống, đánh nhanh về phía lớp màn màu trắng. Hỏa diễm màu đỏ đánh vào trên lớp màn màu trắng, lớp màn màu trắng nhất thời lõm xuống, vô số phù văn mạnh mẽ xuất hiện, linh quang lấy ra không ngừng. Nhanh vận dụng pháp bảo công kích, thêm lực lớn ngay tại lúc này. Nghe nói xong lời này, 5 người Vương Minh Nhân đều lấy ra pháp bảo công kích lớp màn màu trắng. Một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, từng cổ khí lưu vô hình hướng tới 4 phương 8 hướng mà thổi quét đi, cuồn cuộn nổi lên lượng lớn bụi đất. Không qua bao lâu, bụi đất tán đi, lớp màn màu trắng liền biến mất không thấy, thạch môn cũng biến mất. Một cái hang đá thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ thả ra thần thức nhìn toàn bộ hang đá một lần, cũng không có phát hiện gì dị thường. Thiếu phụ váy xanh thả ra một con phong lang màu xanh, nhảy vào bên trong hang đá, không có cấm chế gì xúc động, cũng không có phát hiện gì dị thường. 5 người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau đi vào, sắc mặt mọi người đều tràn đầy sự đề phòng. Góc dưới bên trái hang đá, có một cái hố to tầm 1 mẫu. Trên không hố lớn nổi lơ lửng lượng lớn sương mù màu đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy nhiều điểm linh quang. Đây là địa sát khí, hình như là kim diễm thực sát. Loại địa sát khí này tính ăn mòn rất mạnh, thích hợp dùng để đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Nhưng dùng địa sát khí đánh sâu vào trúc cơ kỳ, phương pháp này rất lâu đã không có người tu tiên sử dụng. Trước kia, thường có cao giai tu sĩ bố trí cấm chế, đem toàn bộ sát hố phong tỏa lên, để lại cho hậu nhân đánh sâu vào trong trúc cơ kỳ. Tây Môn Phượng chậm rãi nói, nàng ở Bắc Cương từ nhỏ đến lớn,
đối với phong thổ Bắc Cương có vẻ hiểu biết nhiều. Tuy nói thế, năm kim đan tu sĩ chúng ta liên thủ mới phá đi được cấm chế. Đây vẫn là Lý sư đệ biết được điều kiện tiên quyết, hạ được uy lực trận pháp. Nếu chúng ta tùy tiện dùng cách công kích trận pháp, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Tây Môn sư muội, hiện tại giới tu tiên Bắc Cương còn có người dùng sát khí trúc cơ sao? Thiếu phụ váy xanh tò mò hỏi. Nàng là từ Đông Hoang điều tới, đối với phong thổ Bắc Cương cũng không phải là thực hiểu biết. Tây Môn Phượng gật gật đầu. Còn có không ít. Trúc cơ đan ngay từ đầu đã bị tu tiên giới Nam Hải lũng đoạn. Tu tiên giới Bắc Cương lúc ban đầu chỉ dùng sát khí để trúc cơ. Thiên cương khí kim đan, phương thức này ở Bắc Cương vẫn được hoan nghênh như trước. Nghe nói loại này sau khi tu sĩ kết anh, thần thông khá lớn, trong điển tịch có ghi lại như vậy. Triệu Vô Cực vẻ mặt thất vọng, vốn tưởng rằng phát hiện một chỗ động phủ tu sĩ, ai ngờ lại đến chỗ sát hố. Nhưng địa sát khí này bán được không bao nhiêu linh thạch, bảo hộ sát hố thì không cần phải bày ra trận pháp mạnh như vậy, chỉ sợ là có huyền cơ khác. Vương Minh Nhân ý vị thâm trường nói. Tay áo run lên, một hỏa cầu màu đỏ đột nhiên hiện lên to bằng căn phòng, nhanh chóng đánh vào bên trong sát hố. Ánh lửa bốn phía, sát khí bắt đầu khởi động quay cuồng, cũng không có gì dị thường, chỉ là một ít địa sát khí. Ta xem chúng ta thu địa sát khí này rời khỏi đi. Triệu Vô Cực nói xong, lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Hình thể hồ lô màu đỏ tăng vọt, từng cổ hấp lực cường đại đột nhiên hiện lên. Địa sát khí giống như là có thế lực nào đó chỉ dẫn, nhanh chóng ùa vào hồ lô màu đỏ. Không qua bao lâu, toàn bộ địa sát khí đều bị thu hồi, lộ ra một cái hố dài hình chùy, có thể mơ hồ thấy được bên trong hố có nhiều điểm kinh quang, mười phần chói mắt. Kim trúc khoáng sau, Triệu Vô Cực trong mắt chợt lóe ra chút ngạc nhiên, vội vàng lấy ra hai thanh phi đao màu đỏ, bổ về phía địa phương phát hiện ra kim quang. Triệu Vô Cực trên mặt chợt lóe ra chút ngạc nhiên, vội vàng lấy ra hai thanh phi đao màu đỏ, bổ về phía địa phương phát hiện ra kim quang. Một trận kim thiết giao kích trầm đục, trong sát hố xuất hiện vài đạo ngân đao mỏng manh vô hình. Nhìn thấy như vậy, đám người Vương Minh Nhân trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ là mạch khoáng bậc 3? Nếu là mạch khoáng bậc 3 kia thì cũng không đồng dạng. Cho dù là mạch khoáng bậc 3 loại nhỏ thì giá trị cũng trăm vạn linh thạch. Thiếu phụ váy xanh cùng lấy hai thanh phi kiếm màu xanh bổ vào bên trong sát hố, đồng dạng van lên một trận trầm đục kim thiết giao nhau. Mạch khoáng bậc 3 sao? Để cho giáp long thú thử một lần đi. Người nam áo bào vàng vỗ túi linh thú, một đạo hào quang bay ra, hóa thành một xuyên sơn giáp màu vàng, đầu một sừng, toàn thân nó trải rộng vảy màu vàng, ánh mắt rất nhỏ. Giao long thú, linh thú đứng hàng thứ 105 trong bảng thiên địa linh thú, tinh thông thuật độn thổ, giỏi về khai thác khoáng thạch. Thân thể giáp long thú thu lại thành một đoàn thân, biến thành một viên cầu màu vàng, lăn vào bên trong sát hố. Bên ngoài thân của nó hào quang đại trướng, chui vào dưới sát hố. Không tốt, sát hố có vấn đề. Người nam áo bào vàng biến sắc thất thanh nói. Vương Minh Nhân ánh mắt trở nên nghi ngờ hẳn lên. Tiếng xe gió vang lên, vô số hồng sắc tế ti mảnh khảnh từ bên trong sát hố địa khí bay ra, bay thẳng về phía năm người Vương Minh Nhân. Triệu Vô Cực lấy ra một viên xích hồng sắc viên châu, xoay chuyển quanh người của hắn, hóa thành một lớp màn màu đỏ nhạt, đồng thời lấy ra một thanh trường đao màu đỏ bổ về phía trước người. Từng mảnh lớn xích hồng sắc đao khí bay ra, bổ về phía sợi tơ màu đỏ. Người nam áo bào vàng lấy ra một hoàng sắc tiểu tán, bay đến đỉnh đầu của hắn, vừa quay tròn vừa chuyển động, từng mảnh ánh sáng mờ màu vàng bay ra, che kín lấy toàn thân của hắn. Vương Minh Nhân lấy ra một mặt thuần bài màu đỏ, sau khi đại trướng thì che ở trước người, đồng thời bên ngoài thân hiện lên một lớp màn xích kim sắc. Tây Môn Phượng lấy ra một thanh ngọc thước màu đỏ, thả ra từng mảnh hỏa diễm lớn màu đỏ bảo vệ mình, đồng thời là một mặt hỏa tường màu đỏ che ở trước người.
Thiếu phụ phái xanh bấm niệm pháp quyết, hai thanh phi kiếm màu xanh quang mang đại thịnh, thả ra từng mảnh lớn kiếm quang màu xanh bổ về phía hồng sắc tế ti. Nàng lấy ra một mặt thuần bài màu xanh sau khi đại trướng che ở trước người, đao khí màu đỏ cùng kiếm quang màu xanh bổ vào trên tế ti màu đỏ, vang lên một trận trầm đục kim thiết giao kích. Vài tiếng trầm đục, hai tiếng kêu thảm thiết của người nam vang lên, chi chít hồng sắc ti xuyên thủng qua phòng ngự của người nam áo bào vàng và Triệu Vô Cực, đục lộ thân thể của bọn họ. Có thể nhìn thấy được thân thể của bọn họ nhanh chóng biến thành thây khô. Trên sắc mặt của bọn họ tràn đầy sự hoảng sợ. Bọn họ phòng ngự không kém, ngay cả kim đan tu sĩ tầng 9 cũng không có khả năng dễ dàng đánh tan được. Chẳng lẽ đối phương là Nguyên Anh tu sĩ sao? Chi chít hồng sắc tế ti đánh vào trên thuần bài màu đỏ và thuần bài màu xanh. Mặt ngoài thuần bài gồ ghê, hồng sắc tế ti xuyên thủng hỏa tường, toát ra một trận khói nhạt. Thanh ngọc thước màu đỏ trong tay Tây Môn Phượng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, thả ra từng mảnh lớn thước ảnh màu đỏ ngăn cản hồng sắc tế ti. Không tốt, có tà vật, mau bỏ đi. Thiếu phụ phái xanh ngọc dung đạo biến, hóa thành một đạo đồn quang màu xanh phóng về chỗ cũ. Thực lực của Triều Vô Cực cao hơn so với nàng, vừa đối mặt một cái đã bị giết, nàng cũng không dám ở lại lâu, chỉ có thể quay về tông môn báo cáo với trưởng lão. Ngay tại thời điểm nàng tới gần chỗ cửa thì hai cốt thủ rực rỡ ánh vàng từ bên trong vách đá chui ra, bên ngoài xương tay bọc một tầng hỏa diễm màu đỏ. Thiếu phụ phái xanh sử dụng hai thanh phi kiếm màu xanh bổ vào trên cốt thủ màu vàng, phát ra một trận trầm đục kim thiết giao kích, chỉ là lưu lại dấu vết mờ nhạt. Hai cốt thủ màu vàng bắt lấy phi kiếm màu xanh, từng mảnh lớn hỏa diễm màu đỏ từ trên cốt thủ xuất hiện mạnh mẽ bao vây lấy phi kiếm màu xanh. Phi kiếm màu xanh quang mang rất nhanh liền ảm đạm đi xuống dưới. Tiếng xé gió vang lên, rậm rạp hồng sắc tế ti từ bốn phía vách đá bay ra, xuyên thủng thân thể của thiếu phụ váy xanh. Có thể nhìn thấy được là thân thể của nàng nhanh chóng bị biến thành thây khô. Chi chít hồng sắc tế ti đan vào tạo thành một đạo vọng màu đỏ phong kín cửa ra vào. Vốn Phương Minh Nhân và Tây Môn Phượng cũng muốn chạy trốn, nhưng mà thiếu phụ váy xanh chết quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp chạy ra thì lối vào đã bị chặn. Tế ti màu đỏ cũng không biết là cái gì, pháp bảo nan thương. Sát hố kịch liệt run lên, một cốt thi hình thể rất lớn từ bên trong sát hố chui ra. Bên ngoài thân cốt thì ánh vàng óng ánh, hốc mắt trống rỗng, có hai luồng hỏa diễm màu vàng, đầu màu vàng. Mỗi khối cốt cách đều bị hồng sắc tế ti bao vây, hồng sắc tế ti như là mạch máu vậy. Bên cạnh vách đá sáng lên một trận kim quang, hai cốt thi hình người từ bên trong vách đá chui ra. Thân thể chúng nó rực rỡ ánh vàng, đầu là màu bạc. Mỗi một cái cốt cách đều bị tế ti màu đỏ quấn quanh. Nhìn khí tức chúng nó rõ ràng là kim đan kỳ quỷ vật. Hình thể cốt thi lớn nhất đạt tới kim đan tầng 9. Đây là sát thi, có chút tà ma ngoại đạo, thích dùng địa sát khí đào tạo luyện thi. Chúng ta đụng tới căn bản không phải là động phủ của cổ tu sĩ, mà là bí địa tà ma ngoại đạo đào tạo luyện thi. Tây Môn Phượng kinh hô, sắc mặt 10 phần khó coi. Sát thi sao? Đây là cách các người giải thích. Lão phu bị đóng nhốt mấy ngàn năm, rốt cuộc có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Các người là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, tốt lắm. Nếu không phải Tứ Quý Kiếm Tôn, lão phu cũng không đến mức bị nhốt lại ở địa phương quỷ quái này mấy ngàn năm. Lão phu lúc trước hút khô tinh huyết, lại đi tìm Thái Nhất Tiên Môn tính sổ. Cự hình cốt thi lớn miệng nói. Hai luồng hỏa diễm màu đỏ vang ròng từ trong hốc mắt chớp lên không ngừng. Nghe cách hắn nói chuyện, tựa như là cùng Tứ Quý Kiếm Tôn có cửu oán. Vương Minh Nhân hơi sửng sốt, hắn đương nhiên có nghe nói qua Tứ Quý Kiếm Tôn. Tứ Quý Kiếm Tôn là một vị tổ sư gia của Thái Nhất Tiên Môn. Chính là vì người này, Thái Nhất Tiên Môn mới có thể đứng vững gót chân ở Đông Hoang. Nhưng Tứ Quý Kiếm Tôn đã sống cách đây hơn 3.000 năm trước. Ngay cả là hóa thần tu sĩ, thọ nguyên bất quá hơn 2.000 năm. Chẳng lẽ quỷ tu sống có vẻ lâu? Cũng không nên. Trước mắt là quỷ vật nhưng là kim đan kỳ.
Hắn không kịp nghỉ nhiều, hai cốt thi hình người đánh tới, mặt truyền đến hai tiếng trầm đục. Mấy cái thổ hoàng sắc đại thủ từ trong lòng đất chui ra, chụp vào hai chân của Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng. Vương Minh Nhân nhướng mày, tay phải sáng lên một trận xích kim sắc linh quang, đánh về phía cử cốt đang trên không đối diện hắn. Một trường màu vàng to mấy trường bay ra, đánh lên trên người cốt thi hình người, hóa thành từng mảnh lớn xích kim sắc hỏa diệm nhanh chóng lan ra. Tây Môn Phượng ngọc thủ vừa nhấc, hóa thành một tấm đại vòng màu đỏ to trăm trượng, che kín hai cốt thi hình người. Đại vòng màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ lại, đem hai cụ cốt thi trói lại ở bên trong. Đồng thời bên ngoài đại vòng toát ra từng mảnh lớn hỏa diệm màu đỏ, bao phủ hai thân thể cốt thi. Đi mau! Vương Minh Nhân kéo tay Tây Môn Phượng phóng ra cửa. Cửa ra đã bị chi chít hồng sắc tế ti ngăn chặn, pháp bảo nan thương. Hắn há mồm phun ra từng mảnh lớn hỏa diệm đánh vào trên hồng sắc tế ti, đồng thời lấy ra hai xích kim sắc viên luân đánh vào mặt trên của tế ti màu đỏ. Kim diệm thực diệm được Vương Minh Nhân đào tạo qua nhiều năm, uy lực ngày xưa đâu bằng nay. Một tiếng trầm nặng, hồng sắc tế ti đều gãy mở ra. Vương Minh Nhân ôm eo nhỏ của Tây Môn Phượng hướng bay về bên ngoài. Một mặt thuần bài màu đỏ vòng quanh bọn họ bay lộn không chừng. Một đạo tiếng quỷ khóc vang lên có chút thê lương. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, tốc độ chậm lại. Hư không dao động, một cái xích hồng sắc quỷ trảo đột nhiên hiện lên, mạnh mẽ đập về phía Vương Minh Nhân. Cẩn thận! Hầu như là bản năng, Tây Môn Phượng hô to một tiếng, đẩy Vương Minh Nhân ra. Hồng sắc quỷ trảo chụp ở trên linh quang hộ thể của Tây Môn Phượng. Linh quang hộ thể trong nháy mắt phá toái. Tây Môn Phượng thoát ra tiếng hét thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải ngã xuống rơi vào hôn mê. Vương Minh Nhân nhìn thấy như vậy cực kỳ bi thương. Cự hình cốt thi đánh nhanh về phía Tây Môn Phượng, trên tay năm cốt đao óng ánh màu vàng, một bộ dáng phải chạm Tây Môn Phượng thành đôi. Dừng tay lại, nếm thử phổ độ thực diệm phù của ta. Vương Minh Nhân hô to một tiếng, một phù triện ánh vàng rực rỡ bắn ra, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt cốt thi. Phổ độ thực diệm phù sao? Một tiểu tử kim đan kỳ như ngươi sao lại có khả năng có Phật môn bí phủ? Cũng là có chút tài mọn, đừng tưởng lừa được lão phu. Cử hình cốt thi không cho là đúng. Cốt đao trong tay mạnh mẽ bổ về phía kim quang. Kim quang bị đánh vỡ nát, hóa thành một đoàn kim sắc kiều dương bao phủ cốt thi. Một tiếng thảm thiết thê lương vang lên, đồng thời truyền ra một trận tiếng thở hổn hển gầm gừ. Kim quang diệt ma phủ. Vương Minh Nhân ôm lấy Tây Môn Phượng đang hấp hối, bay về phía bên ngoài tốc độ cực nhanh, đồng thời tế ra một tấm thổ hoàng sắc phù triện, hóa thành một hoàn sắc quang mang che lại lối đi vào. Không qua bao lâu, hắn quay trở lại, lấy ra hai hồng sắc viên luân nhảy lên, hóa thành từng đạo hồng quang bay lên trời cao. Một tiếng nổ lớn, ba cụ cốt thi bay đến trước mắt. Cự đại cốt thi khí tức uể oải, thương thế nặng. Nếu không phải khối thân thể này dùng kim diệm thực sát rèn luyện qua mấy ngàn năm, chỉ sợ là đã bị kim quang diệt phù tiêu diệt. Chờ lão phu tiến vào cảnh giới quỷ anh, liền tiêu diệt ngay Thái Nhất Tiên Môn các người. Cự đại cốt thi lẩm bẩm, bay trở lại bên trong lòng đất động quật. Vương Minh Nhân ôm lấy thân thể của Tây Môn Phượng, trong mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tây Môn Phượng khí tức uể oải, từng cổ sát khí cường đại tán loạn ở bên trong cơ thể của nàng, đánh sâu vào kim mạch của nàng. Nói hẳn lên, Tây Môn Phượng kêu hắn hai lần. Hắn vốn thua thiệt Tây Môn Phượng, Tây Môn Phượng liên tục kêu hắn hai lần. Lúc này đây là vì kêu hắn mà bản thân Tây Môn Phượng bị trọng thương hay không? Lúc này đây vì kêu hắn mà bản thân Tây Môn Phượng có bị trọng thương hay không? Có nhất định sẽ còn sống hay không? Sợ là đời này của hắn không trả lại được ân tình này. Chạy mau, chạy mau! Tây Môn Phượng thì thào lẩm bẩm. Vương Minh Nhân nghe xong lời này, cái mũi lên men, trong mắt tràn đầy áy náy. Phượng Nhi, ngươi sẽ không có việc gì. Không có việc gì, ta đem ngươi đến gặp Hàn Sư Bá. Hắn là lão nhân gia luyện đan sư bậc 4, khẳng định có thể trị tốt cho ngươi. Hòa Phượng Sơn Mạch, nơi này là trọng điểm thân đà của Thái Nhất Tiên Môn ở Bắc Cương Quan.
Thái Nhất Tiên Môn phái mấy vị nguyên anh tu sĩ tỏa trấn. Trong một tòa sân u tĩnh, Trần Tương Nhi đang ở cùng hai đồng môn phẩm trà nói chuyện phiếm. Trần sư muội, đây là hỏa ly tinh, kim viên tham mà ngươi cần, còn có linh vật thuộc tính hỏa, đều là thứ gì đó người muốn. Một người nam hồng y tầm 30 tuổi lấy ra vài cái ngọc hạp đưa cho Trần Tương Nhi. Đa tạ Lý sư huynh, Tôn sư huynh, sau này địa phương nào cần tiểu muội cứ mở miệng. Trần Tương Nhi sắc mặt lộ vẻ vui mừng cười nói, Trần sư muội, thực sự hâm mộ Phương sư đệ, có người tốt với đạo lữ như vậy, giúp hắn thu thập linh vật, đạo hiệu của ta nếu được một nửa như ngươi thì tốt rồi. Nàng có thể lo lắng chính mình sẽ không phạm sai lầm, làm sao giúp ta thu thập tài liệu chung quanh. Đúng vậy, ta nghe nói Trần sư muội kính nhờ Tống sư huynh bọn họ hỗ trợ thu thập linh vật thuộc tính hỏa. Người vừa muốn xử lý chuyện tình trong tay, vừa lại giúp đạo hiệu thu thập linh vật. Vương sư đệ tích đức 8 đời mới có được một vị đạo lữ như ngươi, thực làm cho người ta hâm mộ. Trần Tương Nhi nghe xong lời này thản nhiên cười nói, hai vị sư huynh nói đùa, đạo lữ các ngươi cũng rất tốt lắm, các ngươi sẽ không muốn khen tiểu muội, tiểu muội có tốt như lời các ngươi nói hay không. Tối rồi, ta còn có việc cáo lui trước. Vương Minh Nhân từ lâu đã không muốn quan tâm nàng. Trần Tương Nhi nghỉ một đoạn thời gian, một mình quả thật thích miên man suy nghĩ. Nàng lợi dụng chức vụ, phát hiện lần trước Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng cùng nhau hộ tống hàng hóa, chắc chỉ là do ngẫu nhiên. Trước đó Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng không có tiếp xúc. Nàng giúp Vương Minh Nhân góp nhặt một ít linh vật thuộc tính hỏa, tính mượn việc này làm dịu đi mối quan hệ hai người. Một đêm phu thê bách giả, vợ chồng không có thù hằn. Trần Tương Nhi dẫn theo một đội chấp pháp đệ tử rời khỏi Hỏa Phường Sơn Mạch. Nàng có nhiệm vụ vừa vặn đi qua Hỏa Nha Phường Thị, nhân tiện thu thập linh vật thuộc tính hỏa giao cho Vương Minh Nhân. Có linh vật thuộc tính hỏa, tốc độ tu luyện của Vương Minh Nhân cũng sẽ nhanh hơn. Phía trước chợt xuất hiện một đạo độn quang màu đỏ, rất nhanh bay về hướng vị trí Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi cũng không để ý, mỗi ngày đều có lượng lớn đệ tử Thái Nhất Tiền Môn tiên tiến xuất. Không qua bao lâu, độn quang màu đỏ cách Trần Tương Nhi không đến trăm trượng, sắc mặt Trần Tương Nhi nhất thời lạnh xuống. Dưới chân Vương Minh Nhân đạp một cái đôi hồng sắc hỏa luân, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn hai tay ôm lấy Tây Môn Phượng. Tây Môn Phượng khí tức uể oải, hai mắt nhắm nghiền. Ồ, Trần sư thúc là Vương sư bá. Vương Minh Nhân dần đầu tiến vào kim đan kỳ so với Trần Tương Nhi. Môn hạ đệ tử xưng hô Vương Minh Nhân là sư bá, xưng hô Trần Tương Nhi là sư thúc. Vương Minh Nhân nhìn thấy Trần Tương Nhi hơi hơi sừng sốt, hắn cũng không nói gì thêm. Tây Môn Phượng hiện thương thế rất nặng, không thể kéo dài thêm, liên tưởng Trần Tương Nhi trước mặt gây loạn, Vương Minh Nhân cũng lười giải thích với Trần Tương Nhi. Cứ như vậy, vợ chồng hai người cứ như người xa lạ, ai cũng không muốn chào hỏi đối phương, hai người lướt qua nhau. Nhìn thấy như vậy, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Xem ra có đại sự phát sinh, Phu Quân và Tây Môn Phượng có thể sẽ không lọt vào tập kích cường địch. Trần Tương Nhi lẩm bẩm, nhưng lời nói này đương nhiên là nói cho môn hạ đệ tử nghe. Trần Tương Nhi cũng là muốn thể diện, nàng để cho môn hạ đệ tử thu thập linh vật Vương Minh Nhân cần. Vương Minh Nhân ôm lấy Tây Môn Phượng lướt qua, một tiếng chào Trần Tương Nhi cũng không có. Trần Tương Nhi căn bản sượng mặt, nàng phải tìm một cái cớ. Nàng bị Vương Minh Nhân làm cho tức chết. Lần trước là trùng hợp, lần này lẽ nào cũng là trùng hợp sao? Nàng giúp Vương Minh Nhân thu thập linh vật, làm chậm trễ tu luyện của bản thân. Nàng thật sự muốn là một vị hiền thê lương mẫu. Kết quả, sự thật lại hung hăng tát cho nàng một cái. Thật sự là chó không thể bỏ thói ăn phần, cặp gian phu này. Trần Tương Nhi âm thầm nghĩ, trong lòng hận ý ngập trời. Nghe xong lời này, chúng đệ tử bình tĩnh đại ngộ, coi như là ngờ vực vô căn cứ, cũng không dám giáp mặt nói ra. Trần Tương Nhi bấm niệm pháp quyết, hồng sắc phi chu dưới chân độn tốc nhanh hơn, biến mất ở phía chân trời. Trong một gian mật thất, Tây Môn Phượng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Vương Minh Nhân cùng một lão già áo bào xanh đứng ở một bên, trong mắt hai người tràn đầy sự lo lắng. Lão già áo bào trắng đứng ở trước giường, chau mày, thì sát khí nhập thể.
thời gian kéo dài quá lâu. Ta đã cho nàng ăn vào cửu nguyên đan, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không loại trừ thi sát khí, đừng nghĩ đến việc tu vi của nàng tiến thêm một bước, mà lại thêm một ngày đều phải bị thi sát khí tra tấn. Lão già áo bào trắng chậm rãi nói, giọng điệu nghiêm túc. Hàn sư bá, thi sát khí không thể nào lợi hại như vậy, lão nhân gia ngày cũng không có cách nào sao? Vương Minh Nhân thật cẩn thận hỏi, ánh mắt hắn nhìn Tây Môn Phượng đầy vẻ lo lắng. Nói thừa lời, đây cũng không phải là thi sát khí bình thường, ít nhất là sát khí đã thu hơn ngàn năm mới có thể tu luyện thành thần thông. Bằng không cũng không có uy lực lớn như vậy. Có biện pháp giải quyết, đan dược bậc 4 tuyết ngọc đan hẳn là có thể loại trừ. Ở Bắc Cương này không có tồn kho. Tuyết ngọc đan là một loại thiên môn đan dược, dùng nội đan yêu thú bậc 4 tuyết ngọc thú luyện chế mà thành. Vương Minh Nhân chau mày. Đan dược bậc 4 có thể được bán ra với giá trên trời, yêu đan bậc 4 đã ít lại càng ít hơn. Hàn sư bá, tổng đà bên kia có tuyết ngọc đan sao? Lão già áo bào trắng lắc đầu nói, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Tuyết ngọc đan là đan dược không phổ biến, nhắm chừng tồn kho không nhiều. Càng để thời gian kéo dài thì sát khí đối với Tây Môn sư điệt thương tổn càng lớn. Nếu nghiêm trọng hơn, nàng sẽ biến thành một con rối chỉ biết giết chóc. Các người mau chóng lấy được tuyết ngọc đan hoặc là nội đan tuyết ngọc thú bậc 4 đi. Lão già áo bào xanh chau mày nghi hoặc nói, Hàn sư bá, thì sát khí lợi hại như vậy, như thế nào lại không có chuẩn bị nhiều một chút tuyết ngọc đan đây? Đây không phải là thi sát khí bình thường. Thi sát khí đã hơn ngàn năm mới có uy lực lớn như vậy. Nghe theo lời Vương Sư Điệt nói, khối sát thi này có nhận biết tứ quý tổ bản tông. Tứ quý tổ sống cách đây hơn 3.000 năm. Khối sát thi khí này ở trong sát hố tu luyện ít nhất là 2.000 năm. Nó phóng xuất ra tự nhiên không thể so sánh được với thi sát khí bình thường. Nhưng mà cụ sát thi này chỉ là kim đan kỳ, đều không phải là nguyên anh kỳ. Vương Minh Nhân có chút khó hiểu hỏi, có lẽ nguyên chủ nhân tu sửa quỷ đạo thất bại, thi thể đã bị địa sát khí nuôi dưỡng, chậm rãi biến thành sát thi, có chứa một tia chấp niệm của chủ nhân trước. Loại tình huống này đều không phải là không có. Lão phu sẽ phái người đi xử lý cụ sát thi này. Các người nhanh chóng lấy tuyết vân đan cho Tây Môn sư điệt ăn vào, càng kéo dài càng không tốt với nàng. Nói xong lời này, lão già áo bào trắng liền rời khỏi. Lão già áo bào xanh đi đến bên cạnh Tây Môn Phượng, thở dài một hơi, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Vương Minh Nhân, mặt lạnh lùng nghiêm mặt nói, nếu không phải là vì cứu ngươi, thì Phượng Nhi có thể sẽ không như vậy. Thật không biết ngươi cho nàng ăn thuốc mê gì, nàng chính là không quên được ngươi. Vương Minh Nhân đầy đau khổ cay đắng thành thật nói, ta lập tức quay về tổng đà, nhìn xem có thể đổi được quả tuyết ngọc đan hay không, đều là vì ngươi. Phượng Nhi mới có thể biến thành như vậy, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Lão phu cảnh báo ngươi, nếu Phượng Nhi có chuyện gì không hay xảy ra, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Lão già áo xanh mặt lạnh nghiêm ngặt nói, trên mặt dần theo một tia sát khí. Tây Môn Phượng là hậu nhân hắn xem trọng nhất, nếu Tây Môn Phượng không thay Vương Minh Nhân cản một kích, cũng sẽ không bị biến thành như vậy. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, nhất định. Vương Minh Nhân ánh mắt kiên định, xoay người rời khỏi mật thất. Bắc Cương và Đông Hoang cách nhau rất xa, nếu là ngự khí phi hành, Vương Minh Nhân sẽ mất mấy năm đều không thể từ Bắc Cương bay đến Đông Hoang. Cũng may có đại hình truyền tống trận rút ngắn lại thời gian. Hơn nửa năm sau, Vương Minh Nhân trở lại Thái Nhất Tiên Môn, tìm được Từ Tử Hoa. Từ Tử Hoa là chấp sự điện trường lão, hắn khẳng định biết khố phòng tông môn có tuyết ngọc đan hay không. Minh Nhân, người như thế nào lại đột nhiên quay trở về Bắc Cương, đã xảy ra chuyện gì? Từ Tử Hoa nhíu mày hỏi. Hắn thực sự xem trọng Vương Minh Nhân, lời nói và làm việc đều mẫu mực, giúp Vương Minh Nhân không ít. Sư phụ, đệ tử lấy được một ít trà điệp bậc 3, hương vị cũng không tệ, ngài nếm thử. Vương Minh Nhân lấy ra một bình trà màu xanh tinh mỹ, hai tay đưa cho Từ Tử Hoa. Từ Tử Hoa chau mày nói, có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Ngươi là vi sư nhìn lớn lên, ta không muốn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi. Vi sư, đây là dạy ngươi. Vương Minh Nhân ngượng ngùng cười nói,
chuyện gì cũng không thể gạt được sư phụ. Đệ tử muốn hỏi thăm một chút, Khố Phong bản tông có Tuyết Ngọc Đan hay không? Cần bao nhiêu điểm công hiến? Tuyết Ngọc Đan là đan dược quý hiếm, còn có một viên, cần 40 vạn điểm công hiến. Tuyết Ngọc Đan là đan dược bậc 4, có thể loại trừ thi sát khí thuộc tính hỏa. Như thế nào? Trần Sư Điệt đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Tử Hoa theo bản năng nghĩ đến Trần Tương Nhi đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Trần Tương Nhi là thê tử của Vương Minh Nhân. Không phải, nàng khỏe lắm, là Tây Môn sư muội. Vương Minh Nhân đơn giản nói qua một chút sự tình đã trải qua. Từ Tử Hoa đối với hắn, thầy cũng như là cha, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. 40 vạn điểm công hiến cũng không phải là số lượng nhỏ, trừ phi người phát hiện một kim trúc khoáng bậc 4, hoặc là đại hình linh thạch khoáng, hoặc là hàng phục một đại môn phái nguyên anh tu sĩ tọa chấn, thì mới có được điểm công hiến như vậy. Vương Minh Nhân chau mày, việc này đối với hắn căn bản là không làm được. Tây Môn Phượng đối với ngươi không tệ, ngươi nếu như muốn tích góp từng tí một đến 40 vạn điểm công hiến, còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Chờ ngươi tích góp từng tí một đến đủ điểm công hiến, nói không chừng nàng đã muốn biến thành một con rối giết chóc. Hay là thôi đi, như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Từ Tử Hoa thành tâm khuyên nhủ. Vương Minh Nhân nhìn thẳng Từ Tử Hoa, trầm giọng nói: Sư phụ, ngày vẫn dạy ta, mọi thứ phải cân nhắc lợi và hại. Chuyện tình có lợi với mình mới làm. Kết bạn với sư huynh đệ đồng môn, tiềm lực, ta vẫn là làm như vậy. Ngài nói cho ta biết, nàng vì cái gì mà thay ta đỡ một kích này? Nàng có thể có được lợi ích gì sao? Chẳng lẽ nàng chắc chắn mình sẽ không chết sao? Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt hắn đỏ, trong mắt có chút nước mắt chớp động. Làm người phải làm chuyện tình có lợi với mình. Chỉ cần làm chuyện có lợi với mình, vậy thì cứ làm. Điều kiện tiên quyết là không trái với pháp luật môn quy giới luật. Đây là Từ Tử Hoa dạy, cũng là nguyên tắc làm người của Vương Minh Nhân. Tây Môn Phượng xả thân cứu hắn, bán sống bán chết, nửa đời sau bị thi sát khí tra tấn, thật có khả năng sẽ biến thành con rối chỉ biết giết chóc. Điều này chạm đến điểm yếu của Vương Minh Nhân. Hắn làm bất cứ chuyện tình gì, bao gồm là cưới Trần Tương Nhi, vậy Tây Môn Phượng đây, nàng xả thân cứu Vương Minh Nhân, nàng có mưu đồ gì? Chẳng lẽ nàng biết mình chắc chắn sẽ không chết sao? Từ Tử Hoa thở dài một hơi nói: Trừ tình này thực sự làm cho người ta không đoán ra. Hay, tùy ngươi vậy. Tông môn muốn làm một ít động tác lớn ở Nam Hải, đây là cơ hội lập công lớn. Ngươi đi Nam Hải đi, chú ý an toàn. Cảm ơn sư phụ. Vương Minh Nhân cảm ơn một tiếng, quỳ xuống, hướng về Từ Tử Hoa dập đầu ba cái. Ngươi làm như vậy, Trần Sư Điệt khẳng định sẽ tức giận. Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Nàng cũng không phải là người rộng lượng. Mặt khác, ngươi có thể lập hạ công lớn hay không vẫn là hai chuyện khác nhau, thực có khả năng sẽ chậm trễ tu luyện của ngươi. Vương Minh Nhân lạnh nhạt cười nói: Thanh giả tử thanh, Tây Môn sư muội xả thân cứu ta, nếu ta mặc kệ nàng sống chết như vậy, vậy ta còn xem là người sao? Ta biết làm như vậy sẽ chậm trễ tu luyện của ta cùng tiền đồ. Sư phụ, ta nghĩ tùy hứng một lần. Từ Tử Hoa thở dài một hơi, khoát tay áo, ý bảo Vương Minh Nhân lui ra. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ, xoay người rời khỏi. Lại thêm một đứa ngốc phiền não, ta như thế nào lại thu loại đệ tử này? Từ Tử Hoa tự diễu, cười lẩm bẩm. Vương Minh Nhân bái phỏng vài vị trưởng bối sư môn, hỏi biện pháp giải quyết thi sát khí. Biện pháp thì không hề thiếu, nhưng biện pháp khác tốn thời gian rất nhiều, cần điểm công hiến cao hơn. Tuyết Ngọc Đan là biện pháp giải quyết tốt nhất. Biết rõ ràng điểm này, Vương Minh Nhân tiến về chấp sự điện, từ đi chức vụ tòa trấn Hỏa Nha Phường Thị, xin điều hướng tới Nam Hải. Thái Nhất Tiên Môn đang muốn gây sự ở Nam Hải, đúng vào thời điểm thiếu người. Vương Minh Nhân có tu vi kim đan tầng 6, chấp sự trường lão sẽ vui vẻ đồng ý. Mấy ngày sau, Vương Minh Nhân dẫn theo một đội sư huynh đệ đồng môn tiến đến Nam Hải. Thái Nhất Tiên Môn, Tổ Sư Đường, Trương Triển Phong cùng 5 tên nguyên anh tu sĩ tụ tập ở đây. Vẻ mặt bọn họ ngưng trọng, dâng hương lễ bái tổ sư ra. Trưởng môn sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên muốn khuếch trương địa bàn?
sách lược bản tông không phải là dấu tài sao? Một lão già áo bào xanh nhíu mày nói, trong mắt có vài phần hoang mang. Thái Nhất Tiên Môn thế lực lớn phi thường, thế lực khắp Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương và Trung Nguyên, môn đồ mấy vạn, nguyên anh tu sĩ có hơn 20 tên. Thái Nhất Tiên Môn phát triển thế lực tận khả năng cùng thế lực địa bàn liên hợp cộng đồng phát triển, cùng làm cho phát sinh xung đột. Cho dù làm thế lực bùng nổ xung đột thì Thái Nhất Tiên Môn cũng sẽ không mở rộng được, tận lực khắc chế, dùng cường đại vũ lực để chấn nhiếp, làm cho đối phương phải đàm phán giải quyết, tránh làm cho xung đột mở rộng, diễn biến thành đại chiến môn phái. Đúng vậy, trưởng môn sư huynh, chấp sự điện ban phát lượng lớn nhiệm vụ, bát mạch cùng chọn lựa nhiều đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, thần binh điện có rất nhiều lượng luyện chế pháp khí pháp bảo, từ tiêu điện có rất nhiều lượng luyện chế phù triện, thanh vân điện có rất nhiều lượng luyện chế bảy trận khí cụ, đồng thời mở rộng thu nhận số lượng đồ đệ, hình như là chuẩn bị đại chiến. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trương Triển Phong sắc mặt ngưng trọng, dần theo một tia bi thương nói, 2 năm trước Thiên Tinh Nhất Mạch Tống Sư Huynh ngã xuống. Thái Nhất Tiên Môn chia làm bát mạch, lần lượt là Thiên Kiếm, Bách Luyện, Thần Đan, Tử Tiêu, Vạn Thú, Thanh Vân, Thái Nhất, Thiên Tinh, ai cũng có sở trường riêng. Ngàn Kiếm Nhất Mạch am hiểu ngự kiếm thuật, Thiên Tinh Nhất Mạch am hiểu bói toán thuật, thăm dò thiên cơ. Bên trong bát mạch, Thiên Tinh Nhất Mạch người rất ít, bói toán thuật có vi thiên đạo, tiết lộ sẽ bị thiên cơ phản hệ, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy được điểm báo trước, không thể thấy rõ được toàn bộ quá trình, huyền diệu khó giải thích. Trương Triển Phong mà Tống Sư Huynh nói là Tống Thiên Cơ, hắn là Thiên Tinh Nhất Mạch mạch chủ, nguyên anh tầng 6, giỏi về bói toán thuật, còn có mấy chục năm thọ nguyên. Tứ Quý Kiếm Tôn trước khi mất tích từng để lại câu, Thái Nhất xuất thế, phong vân nổi lên bốn phía, cùng với Vương Thanh Sơn bừng tỉnh Thái Nhất Kiếm, còn không bằng Thái Nhất Kiếm bừng tỉnh lại, dự báo Thái Nhất Tiên Môn có thiên cơ. Trương Triển Phong đi thỉnh Tống Thiên Cơ bói toán xem tương lai của Thái Nhất Tiên Môn. Tống Thiên Cơ bói quá trình ngoài ý muốn dẫn đến tam nguyên lôi kiếp, Tống Thiên Cơ bị lôi kiếp đánh chết tươi, chỉ để lại một câu, chúng tiên tranh độ, độ ma thành Phật. Lời nói này biểu thị cho thiên hạ đại loạn, cùng với lời nói của Tứ Quý Kiếm Tôn cũng không khác biệt lắm. Cái gì? Tống Sư Huynh chết rồi sao? Ai làm? Không thể tha cho người này, phải giết. Trương Triển Phong ngón tay chỉ đỉnh đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, ta thỉnh Tống Sư Huynh hỗ trợ bói toán tương lai bản tông. Thời điểm Tống Sư Huynh bói toán đưa đến tam nguyên lôi kiếp, chết dưới tam nguyên lôi kiếp, hắn chỉ lưu lại một câu, chúng tiên tranh độ, độ ma thành Phật. Các vị đệ tử, thiên hạ sắp đại loạn, ta trước tiên là đã chuẩn bị sẵn sàng, khoách tán địa bàn, tăng thêm thu nhập cho môn đồ. Chỉ có đủ thực lực cường đại mới có thể vượt qua cửa này. Vừa xem bói toán huyền diệu khó giải thích, nếu những người khác nói, vì nguyên anh tu sĩ đang ngồi chưa hẳn tin tưởng, nhưng mà lời này xuất phát từ miệng Trương Triển Phong, Thái Nhất Tiên Môn vì bói toán, một vị nguyên anh tu sĩ đã bị tam nguyên lôi kiếp đánh chết tươi, lời nói này liền không đồng nhất với nhau. Cao giai tu sĩ không tìm được vận may mà tránh được chuyện ác, nhưng đôi khi có thể cảm nhận được một ít điểm báo trước, lúc linh lúc mất linh. Thái Nhất Kiếm bị Vương Thanh Sơn bừng tỉnh, Trương Triển Phong vẫn là không quá tin tưởng, nhưng mà Tống Thiên Cơ thăm dò thiên cơ, rõ ràng là bị tam nguyên lôi kiếp đánh chết. Trương Triển Phong muốn ra tay cứu giúp, xíu chút nữa bị tam nguyên lôi kiếp oanh sát. Tương lai một đại môn phái há dễ dàng thăm dò như vậy, đây chính là thăm dò thiên cơ đại giới. Trưởng môn sư huynh, chuyện này Lâm sư bá biết được sao? Một thiếu phụ quần đỏ nhíu mày nói. Trương Triển Phong sắc mặt ngưng trọng nói, sự tình này liên quan đến hưng suy của bản tông, Lâm sư bá cũng không có ý kiến, các người phụ mệnh làm việc là chính. Hắn là trưởng môn phái của Thái Nhất Tiên Môn, uy tín rất cao. Vâng, trưởng môn sư huynh. 5 người trong miệng một lời đáp ứng. Tôn sư muội, Lý sư đệ và Trần sư đệ trước khi tới Bắc Cương, Dương sư đệ
và Lưu sư muội đi Trung Nguyên, Nam Hải có 4 người Lưu sư đệ bọn họ. Tuân lệnh. Năm tu sĩ Nguyên Anh chăm miệng một lời đáp ứng, hóa thành năm đạo độn quang bay ra khỏi tổ sư đường. Trương Triển Phong thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Nam Hải, san hô hải vực, Linh Miết Phường Thị, trong một tòa trà lâu, Vương Minh Nhân đang ở cùng vài vị đồng môn uống trà nói chuyện phiếm. Hắn đối xử với mọi người rất thành thật, bình dị, gần gũi, giao hữu nhiều vô số. Ở Nam Hải cũng có không ít người quen. Trần Sư Huynh, Lục Sư Tỷ, nhiều năm không gặp, các người đều đã tiến vào Kim Đan Kỳ, còn kết làm song tu đạo lữ. Nếu tiểu đệ không đến Nam Hải, còn không biết được các người kết làm song tu đạo lữ. Đây là một chút tâm ý của tiểu đệ. Chúc mừng các người kết làm song tu đạo lữ, mong các người không chê. Vương Minh Nhân nhìn về phía người nam trung niên khuôn mặt hiền hậu, mỉm cười nói, lấy ra một ngọc hạp hồng quang lưu chuyển không ngừng, đưa cho thiếu phụ váy đỏ khuôn mặt tú lệ. Người nam trung niên gọi là Trần Dương, Vương Minh Nhân vừa đến Nam Hải có quen biết. Tại thời điểm thi hành nhiệm vụ, Trần Dương đuổi theo yêu cầm, thiếu chút nữa chậm trễ đại sự. Vương Minh Nhân dốc hết sức đảm đương, từ đó về sau cảm tình hai người tăng lên rất nhiều. Sau khi Vương Minh Nhân quay lại tông môn, Trần Dương vẫn ở Nam Hải, may mắn tiến vào Kim Đan Kỳ, cùng một vị đồng môn kết làm song tu đạo lữ. Thiếu phụ váy đỏ là Lục Ngọc Hoàn, tu vi thấp hơn Trần Dương một ít. Lục Ngọc Hoàn nhìn về phía Trần Dương, tự như là hỏi thái độ của Trần Dương. Hành động kia của nàng là cho Trần Dương chút mặt mũi. Trần Dương cười cười nói, nhận lấy đi, phu nhân. Vương sư đệ là hảo hiểu đối với vi phu nhiều năm, cũng không cần phải khách khí đối với hắn. Lục Ngọc Hoàn gật gật đầu, mở ngọc hạp màu đỏ ra thì thấy bên trong có một hồng sắc viên châu xoay chuyển không ngừng, tỏa ra một cổ dao động thuộc tính hỏa mạnh liệt. Đây là một món hạ phẩm pháp bảo phòng ngự bậc 1, giá trị vượt qua hơn 50 vạn linh thạch. Pháp bảo. Trần Dương và Lục Ngọc Hoàn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng là một khối tài liệu luyện khí hoặc là linh dược bậc 3. Căn bản không có nghĩ tới đây là một món pháp bảo. Bọn họ kết làm song tu đạo lực, giao hảo đồng môn đều đến tặng lễ vật, nhưng đều không có lễ vật quý trọng bằng Vương Minh Nhân. Tài liệu thuộc tính thủy ở Nam Hải có vẻ nhiều, tài liệu thuộc tính hỏa tương đối ít. Vương sư đệ, phần lễ vật này rất quý trọng, chúng ta không thể nhận. Trần Dương mặt lộ vẻ khó xử, uyển chuyển cự tuyệt. Hắn và Vương Minh Nhân nhiều năm không gặp, bây giờ Vương Minh Nhân đưa đến một phần hậu lễ, Trần Dương thật sự xấu hổ khi nhận nó. Vương Minh Nhân lạnh nhạt cười nói, Trần Sư Huynh, ta là luyện khí sư bậc 3. Hỏa ly châu này là một món hạ phẩm pháp bảo phòng ngự bậc 1. Ta dùng để luyện tập, với ta mà nói thì không tính là cái gì. Các người đại hỷ không mời ta đến uống rượu mừng, hiện tại hậu lễ của ta cũng không cần. Các người không thích vì lễ vật quá nhẹ, hay là khinh thường ta vậy? Tặng lễ đưa đúng người, còn phải đưa đúng lễ vật. Lời nói và việc làm mẫu mực của Từ Tử Hoa, Vương Minh Nhân học được không ít. Sau khi đến Nam Hải, hắn trước tiên bái phỏng vài vị sư thúc sư bá, chuẩn bị một phần lễ vật. Lễ vật không quý giá, nhưng đó là tâm ý. Hắn hỏi thăm qua đồng môn, Trần Dương lần đầu tiên đánh sâu vào Kim Đan Kỳ thất bại, Lục Ngọc Hoàn điên cuồng làm nhiệm vụ, cố gắng tích góp từng tí một điểm công hiến giúp Trần Dương Kim Đan. Sau khi Trần Dương Kim Đan, lập tức cưới Lục Ngọc Hoàn, cùng giúp Lục Ngọc Hoàn Kim Đan. Hai người tương kính như tân, tình cảm rất tốt, được đệ tử Thái Nhất Tiên Môn công nhận là đôi đạo lữ ân ái nhất. Lục Ngọc Hoàn là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Vương Minh Nhân lần này đưa cho Lục Ngọc Hoàn một món pháp bảo phòng ngự, mục đích là giao hảo với Trần Dương. Trần Dương là kiếm tu, ngây người ở Nam Hải nhiều năm, quen thuộc tình hình ở Nam Hải. Có Trần Dương tương trợ, Vương Minh Nhân muốn lập công cũng sẽ dễ dàng hơn một ít. Nghe xong lời này, Trần Dương cũng không cự tuyệt được, trên mặt đầy tươi cười nói, vậy đa tạ Vương sư đệ, về sau địa phương nào cần chúng ta giúp cứ mở miệng. Được một món phòng ngự pháp bảo, Trần Dương và Lục Ngọc Hoàn đối với Vương Minh Nhân tăng thêm hảo cảm.
Nếu đổi lại là người khác, bọn họ đương nhiên sẽ không nhận. Vương Minh Nhân không giống với bọn họ. Vương Minh Nhân danh tiếng rất tốt, lấy giúp người làm niềm vui, có cực ít đồng môn nói hắn không phải như vậy. Vương Minh Nhân cười nhẹ nói, Trần sư huynh khách khí rồi, chúng ta là đồng môn, không tính là gì. Nghe Lý sư đệ nói, Vương sư đệ và Trần sư muội kết làm song tu đạo lữ, Trần sư muội có đi cùng người đến Nam Hải hay không? Ngày khác chúng ta đại tiệc chiêu đãi các ngươi. Lục Ngọc Hoàn thản nhiên cười nói, thuận miệng nói. Vương Minh Nhân trên mặt nụ cười chợt bị kìm hãm lại, miễn cưỡng cười vui nói, nàng ở Bắc Cương chấp hành nhiệm vụ, chưa đi cùng một chỗ với ta. Đúng rồi, Trần sư đệ, san hô hải vực mấy năm nay có gì thường gì sao? Ta rất lâu rồi không tới Nam Hải, đối với tình huống của Nam Hải cũng có chút không quen thuộc, còn thỉnh Trần sư huynh tường giải dị thường sao? Mấy vị tu sĩ Nguyên Anh dẫn đầu Đông Hoang thành lập một cái Tam Tiên Minh, đến san hô hải vực phát triển, mấy năm nay phát triển có vẻ thuận lợi. Ngay từ đầu bọn họ vẫn là cùng chung mối thù, nhưng hiện tại lại thôi, điều đó không nhất thiết. Quá nhiều cám dỗ, mượn sức thế lực của bọn họ có vẻ nhiều. Tam Tiên Minh bên trong chia làm vài phái, có ủng hộ Hoàng Long Đảo, có ủng hộ Lãnh Diễm Môn, lén đã muốn bắt đầu phân tranh. Tam Tiên Minh bất quá bị chia năm xẻ bảy rồi. Tục ngữ nói rất đúng, trung hoạn nạn, dịch đồng phú quý nan. Mới đến Nam Hải, Tam Tiên Minh bên trong vẫn rất là đoàn kết. Bất quá cùng phát triển lớn mạnh, tài nguyên tu tiên ở Nam Hải phong phú làm cho bọn họ hoa mắt. Hơn nữa, nhiều thế lực lớn hơn mượn sức uy hiếp, bên trong Tam Tiên Minh từ từ xuất hiện khác nhau. Hơn nữa, bắt đầu động thủ, động cước. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.